Kính chào quý vị đang theo dõi những thông tin thời sự nóng trên kênh YouTube của Báo Tiền Phong. Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi làm việc, nơi ở đối với ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn An Châu và bà Vi Thị Thắm, Kế toán Ủy ban Nhân dân thị trấn An Châu để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó, Công an huyện Sơn Động tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc từ năm 2021 đến năm 2024, ông Quang đã ký hợp đồng giao Hợp tác xã chợ An Châu VCCU tổ chức kinh doanh, khai thác và duy trì hoạt động chợ trung tâm huyện Sơn Động. Theo điều khoản hợp đồng, hàng tháng Hợp tác xã chợ An Châu VCCU phải nộp cho Ủy ban Nhân dân thị trấn An Châu 15 triệu đồng để nộp vào ngân sách. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Quang đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, chỉ đạo bà Vi Thị Thắm thực hiện trái công vụ, không nộp đầy đủ số tiền phí chợ thu được vào ngân sách mà giữ lại để sử dụng vào các mục đích khác sai quy định, gây thiệt hại tài sản cho nhà nước, số tiền 340 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã tiến hành các biện pháp điều tra. Kết quả, Cơ quan Cảnh sát Điều tra có căn cứ xác định hành vi của ông Nguyễn Văn Quang và bà Vi Thị Thắm cấu thành tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, nên đã thực hiện lệnh bắt giam để tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 16 tháng 4, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tiến hành công bố và tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và tiến hành khám xét đối với nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre bị Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khởi tố bắt tạm giam về tội nhận hối lộ theo Điều 354 Bộ Luật Hình sự. Kết quả điều tra xác định bị can Nguyễn Việt Hùng, nguyên Phó Chi cục trưởng, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, trong quá trình được phân tổ chức thi hành một số việc thi hành án liên quan đến bà NTNT, trú tại thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, và bà HTCH, trú tại xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc, đã nhiều lần vòi vĩnh yêu cầu bà T và bà H đưa tiền để giải quyết các vụ việc thi hành án nhanh cho hai người này. Sau đó, Hùng đã nhiều lần nhận tiền của các đương sự. Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý hành vi phạm tội của Nguyễn Việt Hùng theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Đinh Thanh Hải, 46 tuổi, trú xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam để điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, bị can Đinh Thanh Hải là nhân viên của khách sạn La Di Dinh ở thôn Hiệp Tiến, xã Tân Tiến, thị xã La Di, tỉnh Bình Thuận, do Nguyễn Minh Kiệt làm chủ khách sạn. Ngày 7 tháng 10 năm 2019, khi được sự đồng ý của chủ khách sạn, Hải lấy ô tô biển kiểm soát 86A08135 của khách sạn chở khách đi các tour du lịch tại thành phố Phan Thiết, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và Nha Trang, Khánh Hòa. Đến ngày 12 tháng 10 năm 2019, Hải quay về thành phố Phan Thiết. Do có người gọi điện thoại đòi nợ và Hải không có tiền tiêu xài cá nhân, nên nảy sinh ý định cầm thế ô tô. Sau đó, Hải liên hệ và nhờ người quen dẫn đến một cơ sở cầm đồ trên địa bàn phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết để cầm chiếc xe với số tiền 100 triệu đồng. Ngày 16 tháng 10 năm 2019, không thấy Hải mang xe về, chủ khách sạn đã kiểm tra định vị chiếc xe và đến công an thị xã La Di trình báo sự việc. Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã La Di phối hợp với Công an phường Phú Thủy thu giữ ô tô biển kiểm soát 86A08135, đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Thưa quý vị, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, tháng 3 năm 2024, chị NTH trú tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long đã bị đối tượng xấu thông qua tài khoản mạng xã hội Facebook với hình ảnh của một người đàn ông thành đạt, ngoại hình đẹp, trẻ trung, nhắn tin làm quen. Sau khi có được lòng tin, tình cảm của chị Hát, đối tượng tiếp tục dụ dỗ chị này tham gia sàn đầu tư tài chính qua mạng trên trang web investment.com và bảo chị đây là trang web đầu tư nhanh, chỉ cần nạp tiền và làm theo hướng dẫn thì sẽ có lợi nhuận rất cao. Ngày 23 tháng 3 năm 2024, theo hướng dẫn của đối tượng, chị H đã truy cập đường link
https://investment.com/pet/common/login /scott=143616. Đăng ký tham gia chuyển 13 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng đối tượng cung cấp và được hưởng tiền lãi là 2,5 triệu đồng. Chuyển trả ngay lại tài khoản của chị Hát. Những ngày tiếp theo, từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 27 tháng 3 năm 2024, chị Hát đã liên tiếp chuyển tiền nhiều lần vào tài khoản của đối tượng với tổng số tiền là gần 2,4 tỷ đồng và được hưởng lãi là số tiền USD ảo trên sàn giao dịch investment.com. Sau đó chị Hát được lệnh rút tiền về tài khoản ngân hàng nhưng không được. Chị Hát hỏi thì được chồng yêu bảo muốn rút được tiền phải tiếp tục thực hiện nạp thêm 300 triệu đồng nữa để thực hiện thủ tục giải ngân. Do muốn rút được tiền, chị Hát tiếp tục làm theo. Tuy nhiên sau khi chuyển đi 300 triệu đồng nữa, chị này vẫn không rút được tiền. Chồng yêu cũng như bóng chim tăm cá, đến lúc đó chị Hát mới hiểu rằng bản thân đã bị lừa. Cùng với thủ đoạn tương tự, chị HTT trú tại phường Hà Lâm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cũng vừa bị soái ca trên mạng lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 1 tỷ đồng. Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ rõ, thủ đoạn chung là các đối tượng lừa đảo thường tìm hiểu và tiếp cận mục tiêu thông qua các kênh mạng xã hội, trang web hẹn hò hoặc diễn đàn. Sau đó sử dụng hình ảnh đánh cắp của người khác với ngoại hình đẹp và lôi cuốn, tạo một mối quan hệ tình cảm giả với nạn nhân bằng cách sử dụng các chiêu trò như tán tỉnh, chia sẻ câu chuyện cảm động hoặc đưa ra lời hứa. Sau khi chiếm được lòng tin của nạn nhân, chúng bắt đầu dụ dỗ lôi kéo họ tham gia các sàn trang web đầu tư tài chính, chứng khoán với hứa hẹn về mức lợi nhuận thu được rất cao để họ tham gia. Ban đầu khi nạn nhân mới nạp số tiền nhỏ, chúng tiến hành trả lãi đầy đủ. Sau đó khi nạn nhân đã tin tưởng và đầu tư số tiền lớn, các đối tượng lừa đảo sẽ chiếm đoạt. Để không sập bẫy các đối tượng lừa đảo, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần chủ động nâng cao nhận thức, kiến thức thông qua các phương tiện truyền thông về các phương thức thủ đoạn mới của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Khi phát hiện nghi vấn bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì người dân hãy trình báo ngay đến cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết kịp thời. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Phan Phú Nguyên, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thiết kế ô tô Thống Nhất và quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Văn Tiến, nguyên phó giám đốc trung tâm đăng kiểm về tội nhận hối lộ quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự để điều tra xử lý. Qua kết quả mở rộng điều tra vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố bị can Nguyễn Phan Phú Nguyên về hành vi nhận hối lộ số tiền hơn 900 triệu đồng và Nguyễn Văn Tiến nhận hối lộ số tiền hơn 64 triệu đồng để hợp thức một số thủ tục để cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo. Trước đó, ngày 16 tháng 2 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố vụ án khởi tố 3 bị can, một giám đốc, hai phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế về tội nhận hối lộ quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự để điều tra xử lý. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục điều tra mở rộng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!